Chương trình OCOP triển khai trên địa bàn tỉnh Bình Dương được nhiều chủ thể tích cực tham gia, đã tạo sự đa dạng về sản phẩm OCOP, qua đó còn nâng cao giá trị sản phẩm địa phương. Há cảo, lạp xưởng, sủi cảo, bánh bao là 4 sản phẩm của hộ kinh doanh Tân Bình Minh ở phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một vừa được công nhận đạt OCOP 3 sao. Chị Vắng A Kiếu làm nghề này đã 18 năm nên có nhiều kinh nghiệm trong quy trình chế biến thực phẩm và cân bằng lượng gia vị để các sản phẩm làm ra đều đạt chất lượng và hợp khẩu vị người tiêu dùng. Theo cách chế biến của chị, để các loại bánh thực sự là món ăn ngon, đầu tiên phải chú trọng yếu tố nguyên liệu đầu vào. Thịt heo để làm nhân bánh phải tươi ngon, bột làm bánh phải chọn nơi có uy tín. Cả bột bánh và nhân bánh đều phải làm đảm bảo theo quy trình, đảm bảo thời gian để nhân thịt và bột đều đạt được độ dai, dẻo. Hiện mỗi tháng, cơ sở nhỏ của gia đình sản xuất và cung ứng thị trường tiêu dùng hơn 36.000 cái bánh bao, há cảo, lạp xưởng, sủi cảo, chủ yếu cung ứng cho nhà hàng, doanh nghiệp. Bỏ thịt vô mình đánh vô cái cối mà trong cái quá trình mình đánh lâu quá, nó sẽ phát ra cái nóng. Thì cái độ nóng đó nó sẽ làm cho cái thịt nó sẽ mất cái chất lượng đi. Cho nên là trong cái quá trình đánh là mình sẽ thêm nước đá. Với mình cảm thấy như là thịt nó nóng thì mình phải thêm nước đá vô. Thêm nước đá vô để cho nó giữ được cái độ dai của thịt. Với nỗ lực đầu tư theo mô hình sản xuất sạch, các sản phẩm rau muống, mồng tơi, cải xanh, cải ngọt, cải thìa và rau dền của Hợp tác xã Rau Sạch Gia Đình ở phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một vừa được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Trên diện tích hơn 2 hectare, Hợp tác xã trồng rau trong nhà lưới, nhà kính theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Nhằm đảm bảo các điều kiện an toàn cho sản phẩm, trong quá trình sản xuất, Hợp tác xã luôn chú trọng trong khâu phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng chế phẩm vi sinh hữu cơ để đảm bảo an toàn nông sản. Hiện nay, cùng với sản lượng rau sạch thu hoạch mỗi ngày từ 1 đến 1,5 tấn, Hợp tác xã còn liên kết với một số hộ nông dân trồng rau để tăng lượng rau ăn quả và rau ăn lá, cung ứng cho 26 cửa hàng và trường học trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Hợp tác xã Rau Sạch Gia Đình đã cố gắng nâng cấp và về cái quy trình sản xuất cũng như là các cái cách chăm bón và nâng cấp về cơ sở hạ tầng để đảm bảo được cái tiêu chuẩn OCOP của thành phố. Từ sự đầu tư của ngành nông nghiệp, đặc biệt là sự nỗ lực xây dựng sản phẩm của các chủ thể tham gia chương trình, đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã có 217 sản phẩm OCOP được công nhận của 97 chủ thể, gồm các công ty, hợp tác xã, trang trại, tổ hợp tác, hộ kinh doanh. Trong đó có 10 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao, 207 sản phẩm 3 sao. Các chủ thể tham gia chương trình đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, liên tục phát triển giá trị độc đáo của từng sản phẩm, để tạo nội lực mạnh mẽ cho sản phẩm đặc thù của mỗi địa phương và nâng cao giá trị hàng hóa, giá trị nông sản của Bình Dương.